Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, sẽ được Liên đoàn Thẩm phán Đức trao giải nhân quyền 2017. Theo thông tin của Liên đoàn Thẩm phán Đức, lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 4 tại thành phố Weimar, miền đông nước Đức. Đây là lần đầu tiên một người Việt Nam được chọn trao giải nhân quyền này. Trang thông tin của Phủ Tổng thống Đức thông báo 17 giờ ngày 5 tháng 4 sẽ diễn ra cuộc gặp với đại diện của luật sư Đài tại dinh Tổng thống ở thủ đô Berlin. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt giam từ ngày 16 tháng 12 năm 2015 tới nay với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông bị bắt sau khi thuyết trình về hiến pháp và nhân quyền trước một cử tọa chừng 70 người tại nhà của một cựu tù nhân chính trị ở Nghệ An. Chính quyền Việt Nam đã 3 lần gia hạn lệnh tạm giam đối với ông và ngày 17 tháng 4 này sẽ kết thúc thời gian điều tra vụ án. Luật sư Đài từng bị 4 năm tù và mãn án hồi tháng 3 2011 về cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước.